vừa mới học xong là khoảng 2 tuần á, thì Vân thấy nó rất là giá trị. Tức là khi mà mình học xong á, là mình có thể áp dụng luôn vào cho doanh nghiệp. Và vừa rồi á, thì cái phần mà than giá trị á, thì Vân đã triển khai và áp dụng cho nha khoa, thì nó thấy rất là hiệu quả. Xin chào thầy và các anh chị. Vân là bác sĩ Thanh Vân của phòng khám nha khoa Ngọc Nha, nha khoa Không Đau ở quận 1. Thì vừa rồi có tham gia cái lớp Success Master của thầy Huỳnh Ngọc Thanh, vừa mới học xong là khoảng 2 tuần á, thì Vân thấy nó rất là giá trị. Tức là khi mà mình học xong á, là mình có thể áp dụng luôn vào cho doanh nghiệp. Và vừa rồi á, thì cái phần mà than giá trị á, thì Vân đã triển khai và áp dụng cho nha khoa, thì nó thấy rất là hiệu quả, và mình không có bị cái căng thẳng áp lực. Trước đây thì mình thường là phải giống như là khách vào thì giống như là mình phải làm dạng giống như là sale á, thì mình phải tư vấn rồi chốt vân vân. Học xong cái lớp của thầy á, sẽ áp dụng cái thang giá trị là có thể là sẵn tư vấn những cái sản phẩm giá rẻ, nhưng mà mình sẽ làm thật sự là rất là tốt, và cái đó mới là cái chính để mà giữ khách lâu dài. Và mình cũng thấy rất là thoải mái về cái khi mà mình làm những việc đó, và khách hàng cũng cũng thoải mái luôn. Tại vì bây giờ cái tâm lý khách hàng á, thường á, là lúc đi đâu cũng thấy quảng cáo rồi bị chèo kéo vân vân. Thì khi mà học xong á, thì mình áp dụng vừa rồi là thấy mình cũng thoải mái mà nhân viên cũng thoải mái. Cái gì cái đó là muốn chia sẻ lại với các anh chị. Và cũng rất là biết ơn thầy. Ngoài ra thì Vân cũng đang tiến hành làm cái website, thì từng bước theo hướng dẫn của thầy thì nó vẫn đang ổn.